anh em nha. Chào mừng anh em quay trở lại với kênh YouTube của Đạt nha. Cái này rẻ quá anh em ơi. Innova 2018 này. Xe này là của anh Đạt ở dưới, anh ở Sài Gòn nhưng mà nhà anh ở dưới Kiên Giang á, anh để lại cho mình. Anh cũng là fan YouTube của mình. Đó, xe hết đăng kiểm từ tháng 11/2022. Anh không có nhu cầu đi là anh bán cho bên mình. Đây chuẩn bị đi đăng kiểm lại, tốn thêm tập nữa rồi anh em. Đây. Xe này là cái xe hôm bữa mình nói với anh em nó bị mất 30 phân chỉ này, từ đây qua đây. Ok, đẹp luôn ha. Được, cái này là bên mình có rước một pháp sư gì làm nha anh em. Từ đây qua tới đây này. Từ đây qua tới đây đúng không? Đúng rồi, vậy đó. Đây quay kỹ cho anh em coi. Bên mình không có bùa phép gì hết nha anh em, nhưng mà bên mình làm lại cho nó đẹp nha. Sơn là bên mình sơn nhám như zin luôn nha anh em. Đó, mình chia sẻ rất là rõ ràng cho anh em nha. Cái này là không có bùa phép gì hết nha, mình chia sẻ rất là rõ ràng ha. Đó. Thì anh em nào hôm bữa là mình đã kiểm tra hết rồi nha, cái này ngồi da thôi. Đó, nhưng mà nó lại đúng ngay cái cạnh đây, đâm ra nó thành nó bị mất chỉ nha. Đó, giá rất là rẻ nha anh em, rất rẻ luôn. Cái đây anh em nào chưa coi clip trước thì mình sẽ quay lại cho anh em coi nè. Đây, đó, em lấy nét cẩn thận cho mọi người coi, mọi người biết nha. Chứ mất công mọi người lại nói xe đùng nữa, khổ nha. Đó, đó, đinh tán nó còn y nguyên hết nha anh em. Đó, cái này là ngoài da thôi nha. Đây nè, keo chỉ đây là toàn bộ là zin hết nha. Đấy, mấy cái này nè. Đó, em lấy nét kỹ cho mọi người coi nè. Keo chỉ zin nè, zin hết luôn nè ha. Mấy cái tán cao su còn zin hết luôn nè. Là vô tình ảnh bị dê xe hay là hay là anh mở cửa ra như thế nào á, là nó điểm ngay cái cạnh đây. Thế là đâm ra nó mất hết đâu chừng 20 phân chỉ. 20 phân chỉ đây. Và là bên mình có xử lý lại làm cho nó rất là đẹp nha anh em. Đẹp, nó phải rơi tầm cỡ chừng, nếu mình không nói mà tay thợ mà non nghề vô là nhìn là đảm bảo là không không ra nha. Đây, em lấy nét kỹ lại cho mọi người coi nha. Rồi, đây nữa nè. Đây, toàn bộ cái này là zin hết nha anh em. Zin nè, zin nè, thấy không? Đây, quan sát tiếp hai cái trụ phía dưới này. Chân đèn đây nha. Đó, đây nữa nè. Đó, em quay thật kỹ cho mọi người nha. Xe này là mình đang đề xuất với mức giá là 565 triệu nha anh em. Mình còn phải dọn dẹp tùm lum thứ hết, đi đăng kiểm, đóng phí đường bộ. Xe này nợ phí đường bộ nữa anh em. Đó, để anh coi thử. Chứ anh em đừng có nghĩ là mình mua xe về là mình bán được ngay đâu anh em. Hàng loạt các chi phí. Tháng 11/2022 mới đây mà. Anh mới kêu anh đỡ, anh không đi anh tưởng đâu là nợ phí đường bộ, đâu có nợ gì đâu. Lũ có hộp iPhone luôn, nợ iPhone mấy đây? iPhone 8. Có cái hộp thôi à. Đây anh em nhìn lại đi. Giá rẻ bất ngờ nha anh em. Giá bên mình đề xuất là 565, còn bớt còn giảm cho anh em nào vui vẻ thiện chí nha. Cái phía cốp đằng sau nó bị mất từng ấy chỉ là mình chia sẻ rất là rõ ràng với anh em nha. Anh em đừng có, mình chia sẻ rất rõ ràng, bên mình xử lý lại rất là đẹp ha. Mình có sao mình nói vậy, xe là full lý lịch hãng, bao đúng đồng hồ nha. Vỏ lớp thì xin theo xe. Đây, để mình quay cái động cơ cho anh em. Cái đấy là ngoài da thôi, anh em đừng có quy chụp là xe bên mình là xe đụng hay là xe tai nạn gì nha. Cái đó chia sẻ rõ ràng, được thì anh em tới, không được thì thôi. Chứ đừng có nói vô lợi dụng mấy cái đó rồi ép giá bên mình nha. Giá thì bên mình sẽ bớt, còn thương lượng cho những anh em. Cái máy này chưa có vệ sinh nha anh em. Em quay lướt qua một vòng đi cho mọi người xem ha. Máy chưa vệ sinh, máy từ nhà dân thì nó sẽ là như thế này ha. Đó. Đấy. Nè, nắp capo này, keo chỉ là zin hết nha. Đó. Capo là chưa có hạ nha anh em. 565 triệu cho một con Innova, đúng chất gia đình xịn. Đây, khung xương đây. Đấy, bên mình sẽ xử lý hết nha, vệ sinh lại hết cho anh em nha. Đó, xe này còn chưa xong đâu, tầm 3 ngày nữa là xong nha. Tầm 3 ngày nữa thì mình sẽ dọn lên cho nó long lanh cành đào nha anh em. Đấy nha. Ví dụ như giá thì còn thương lượng, còn bớt cho anh em nào vui vẻ thiện chí đến coi xe trực tiếp, và quan trọng là cầm bịch tiền lên. Còn anh em đừng có lợi dụng, mình chia sẻ rất rõ ràng, mình mua bán ngay thẳng ha. Xe bên mình cam kết là không có tai nạn, không nập nước ha. Còn ví dụ như nó bị ngòi da, nó mất từng ấy chỉ thì mình chia sẻ rõ cho anh em. Clip trước mình cũng nói, clip này mình cũng nói
nha. Chứ còn ví dụ anh em lợi dụng những cái này để mà ép giá mình thì mình không thích đâu. Tại vì ở đây mình là chủ salon bên mình lớn mà, cũng đâu có thiếu tiền tới mức đó đâu mà anh em đi anh em ép, đúng mà. Đó, anh em tới đây bên mình vẫn còn thương lượng mạnh cho anh em đó, vẫn còn bớt cho anh em, nhưng mà anh em phải thiện chí ha, tới tận nơi. Chứ còn bây giờ trả giá vu vơ qua điện thoại rồi đi đâu biết, mình cũng chả biết nữa. Rồi, cái Fortuner máy dầu số sàn 2018, xe nhập khẩu Indonesia, xe đã lấy về Sài Gòn rồi nha anh em. Xe này nè, mình đã coi lịch sử hãng rồi, thì xe này chỉ có sơn hai lần duy nhất thôi, sơn hai lần thôi nha. Thì cái lúc mà mấy bạn phụ bóng á, mấy bạn ở Toyota Nha Trang á, xe này gốc Nha Trang mà, mấy bạn phụ bóng á, thì cái chỗ cái nước bóng này và cái nước bóng này là khác nhau, cho nên là sau khi mà vệ sinh xong thì bên mình sẽ đi hiệu chỉnh bề mặt sơn nha. Mình dùng cái từ là hiệu chỉnh bề mặt sơn chứ không phải là đi sơn lại nha. Đó, để cho nó sẽ đồng một màu nha. Xe đẹp lắm anh em. Con này bí cản còn zin luôn nè. Nó rất là cứng nha. Đây nè anh em nhìn. Cứng mấy cái về đây là nhìn khít trịt, nhìn cái xe cứng lắm nha. Đây nữa nè. Nhìn xe cứng lắm, cứng khừ à. Đây. Đó. Anh em nhìn mấy cái đây coi. Con này cứng lắm á. Bạn Thảo đang vệ sinh gầm nha. Bên mình sẽ đi hiệu chỉnh bề mặt sơn cái cửa bên đó thôi à. Ngoài ra thì không có vấn đề gì hết nha. Vỏ lớp thì quá đẹp luôn anh em. Đây, hôm qua thì mình có tháo mấy cái chụp cần số rồi chụp tay ấy rồi hết rồi, rất là mới nha. Đó, Fortuner máy dầu 2018. Đời này á, là lúc trước á, là mình bán giá ngang với đời 19 anh em. Tại vì ở đây là nó đã có thắng đĩa rồi nè. Đó, nó đã có thắng đĩa và đã có cân bằng điện tử và 7 túi khí vòng quanh xe rồi nha anh em. Và được một cái á, xe này là xe nhập ha. Chứ còn bước qua đời 2019 á, đối với xe máy dầu kể cả số sàn, số tự động là chuyển qua xe lắp ráp trong nước rồi. Cho nên thị trường đối với cái dòng này á, 2018 mà máy dầu nhập mà cái giá bây giờ á, anh em thấy không? 825 triệu là bằng cái giá mà Fortuner 2017 lúc trước á. Mà lúc trước cái khoảng cách giữa xe 2017 và xe 2018 nó rất là xa ha. Chỉ cần cách đây vài tháng thôi, xe này là mình chào bán với mức giá thị trường đó, chào bán với mức giá đâu đó là 901-902 nè. Thời điểm này xe hạ giá quá rẻ, quá hợp lý luôn anh em. 825 triệu là một con số mình thấy quá đẹp luôn á. Quá hợp lý nha. Cho một con xe cứng nha. Rồi. Hôm qua thì có một số anh em ở Gia Lai hoặc là ở bữa qua thì mình có về quê á. Nhưng mà hôm nay thì mình đã vào Sài Gòn rồi. Xe đã vào Sài Gòn rồi nha anh em. Rồi trên này thì đang có Innova 2021. Chiếc này là biển 93 này. Chiếc này biển 93 mà ế quá bạn nhân, bạn tháo biển số bạn cất luôn rồi. Nha, yeah, con này sơn zin 100%, rất đẹp nha anh em. Lanh quanh 69-695 là hết giá nha anh em. 695 là hết giá. Hôm trước có anh kia lên trả 68 mà bên mình vẫn chưa đồng ý nha anh em. 2021 đi 40.000 cây, 4 vạn, sơn zin 100% nha anh em. Quá đẹp luôn nha. Hôm trước anh kia lên trả 68 mà mình không chịu đâu. 68 là lỗ rồi. Bán 69-695 rồi. Nếu mà bao rút hồ sơ á, là 695. Còn mà không bao rút hồ sơ là 69 là bên mình bao công chứng là hết giá nha anh em. Lời có 10 triệu à nha. Innova 215 này cũng đang đợi chủ rước, giá hơi cao nhưng mà chất xe rất là đẹp. Đây. Đó, Innova 215 nha anh em. Innova 215, mấy cái xe này thì cứ em quay nội thất tí đi. Mấy cái xe này thì cứ quay đi quay lại hoài ha. Xe nằm lâu mà. Đó. Innova 215, em quay chút xíu nội thất Innova 221 cho anh em coi luôn. Xe 21 là cũng đầy đủ đồ chơi nha anh em. Đó. Thấy chưa? Innova 221. Lúc trước là giá bên mình đề xuất là 715 á, nay là 695 là hết chịu nổi rồi nha anh em, còn không thì mình để qua Tết mình bán ha. Rồi. Cái này là cọp rồi. Fortuner máy dầu, cái này là sản xuất 220, đăng ký 221 nha. Con này thì quá đẹp, sơn zin 100%, mới đi 27.000 cây à. Giá bên mình là 958 triệu nha. Còn thương lượng còn bớt cho anh em nào vui vẻ thiện chí và đến coi xe trực tiếp nha anh em. Anh em đến coi xe trực tiếp nha. Đừng gọi điện nha anh em. Cứ gọi điện đặt hẹn trước rồi muốn bớt sách gì đó rồi muốn đè giá ép giá thì tới tận nơi giúp mình nha. Chứ còn bây giờ điện thoại thì mình đâu có nghe trực tiếp được đâu. Quá nhiều cuộc điện thoại.
quá nhiều khách hàng gọi thì bên mình không thể xử lý được hết, thì các em nhân viên thì anh em hiểu cho, thì các bạn thì cũng chỉ bán theo cái giá khung của bên mình thôi. Chứ còn bây giờ mà anh em muốn đè giá, ép giá, anh em cứ hỏi câu bớt hết giá đi thì cũng tội nghiệp cho mấy bạn đó ha. Nhiều lúc anh em cứ, mình không biết đâu là khách hết, anh em cứ đặt câu hỏi là em chạy lên em hỏi anh Đạt, tại vì mình không nghe máy trực tiếp, cái số mà 0931226669 đó là cái số của mấy bạn nhân viên thay nhau trực điện thoại. Anh em cứ đặt cái câu là em nói anh Đạt bớt hết giá được nhiều đi là anh tính. Trời ơi má ơi, rồi không biết là trong số những người gọi đó ai là khách thật sự, ai là gián điệp của những salon đối thủ đang cố tình lấy cái giá cuối cùng của bên mình, đúng không? Rất là tội nghiệp cho các em, đâm ra tụi mình lại xin nghi nhân viên của bên mình. Do đó giá này là giá đề xuất, còn anh em muốn ép giá, muốn đề giá Đạt ha, thì cứ lên đây trực tiếp ha. Còn anh em bây giờ cứ comment trả giá bao nhiêu cũng được hết á, trả cho đẻ cái nư của anh em đi nha. Chứ còn việc bán hay không đó là phụ thuộc vào cái duyên của bên mình, cái duyên mua duyên bán giữa anh em mình với nhau ha. Còn anh em muốn trả nhiêu cũng được hết á, trả cho đẻ cái nư của anh em còn mua được xe hay không á, hoặc là mình có bán được xe cho anh em hay không á là tùy duyên. Kinh doanh thì phải có lời ha. Còn thời điểm này khó khăn thì lợi ích đủ trẻ nhân viên, đủ trẻ duy trì hoạt động thì bên mình sẽ bán nha. Còn giá là giá tham khảo, còn anh em muốn gì thì lên đây nha, chứ đừng có gọi điện nha anh em. Gọi điện đặt cái hẹn tới coi xe thôi nha. Còn hôm trước thì có một số anh em tới đây thì cũng vui vẻ, ví dụ như anh em thích thì cứ tới đây. Hyundai Accent, Hyundai Accent 2019 nha. Xe này sập hầm rồi anh em ơi, xe này sập hầm rồi. Thôi cái này chắc để qua Tết bán quá, để thị trường nó ổn định, như xe mới đang giảm khiếp quá. Giờ con này mà bán 400 mấy, 450, 460 thì uổng quá. Tiếc cho một cái xe đẹp ha, nha. Tiếc cho một cái xe đẹp nha. Nói chung tình hình kinh tế tài chính của mình cũng ổn rồi, không tới mức độ mà cần tiền lắm đâu. Cho nên là hợp lý, mình mua rẻ, mình sẽ bán rẻ cho anh em nha. Đó, còn ví dụ như anh em đừng có nghĩ là mình thua bài, thua bạc, thua đá banh hay là gì hết, mà lên trả những cái giá buồn cười lắm. Ví dụ như hôm trước cái xe Accent mới lấy về, con anh kia anh vô anh trả 350. Rồi cái xe Xpander, cái xe Xpander thì mình lại đã nhận cọc của chú Dũng ở Canada rồi. Có anh kia anh vô anh nghĩ mình giống như là vẽ lắm hay sao á, anh trả mình là 400 triệu, mà trong khi đó trước đó hôm bữa là mình mua vô là 550, là tính ra là mình lỗ 150. Tới lúc mình bán rồi anh quay qua anh là mình bán cho chú Dũng rồi, mình bán 500 mấy đó, mình nói chung xe đó mình lỗ tầm 12 triệu. Thì chú anh bảo sao tiếc quá, sao anh không nói em. Trời má ơi. Anh trả giá trên đầu trên cổ em vậy mà. Không biết là anh có ý định anh mua hay là anh mua về anh đi bán salon khác để kiếm lời nữa. Mình không biết, có một số anh em có những cái suy nghĩ rất là vui nha anh em, giống kiểu làm giàu không khó á. Tới đây uống cà phê xong rồi trả giá xe này 100, 200, 300. Rồi đặt cọc xe của bên mình rồi đem bán cho salon khác. Mấy cái suy nghĩ mình thấy vui quá. Rồi đây Innova này đẹp lắm nha anh em, 2019 xe đi 20 mấy ngàn cây, liền lạc đẹp. Chiếc này mình đang chào bán với mức giá là 639 triệu nha anh em. Anh em lưu ý nha, cuối năm rồi bên mình sẽ xả giá, nói chung là thu hồi vốn, có đủ chút đỉnh lời 50 triệu một xe gì đó để duy trì hoạt động và trả lương cho nhân viên thì bên mình bán. Còn thời điểm này để mà kêu bán lỗ thì bên mình không bán lỗ nữa nha. Còn anh em muốn trả giá bao nhiêu á, trả cho đẻ cái nư anh em á thì cứ phát biểu ha. Còn bán được hay không thì tùy duyên của anh em mình, thị trường mà đâu ai nói trước được đâu nha. Đó. Cái này là City Top ha. City Top 2020. Xe này đẻ mới lắm, mới chưa tháo hết ni lông luôn á. Màu đen, cái này đang đề xuất là 520 nha anh em. Hôm trước có anh kia lên trả 220. Anh nói em không quan tâm tới thị trường, em không cần biết gì hết á, em chỉ thấy là trong túi tiền em có nhiêu đó là em trả cái đó, được anh bán được thôi. Rồi, mình vui vẻ nha anh em, vui vẻ nha. Anh em trả giá thoải mái cho đẻ cái nư. Ha, trả 10 triệu, 5 triệu gì cũng được hết, tùy. Đó, cứ tới với mình là bên mình vui rồi ha. Tới đây để biết công ty mình, không lần này thì lần khác nha anh em. Đó. Rồi, thông tin chi tiết thì anh em cứ gọi vào số 0931226669 nha. Đó, giá này là giá đề xuất thôi. Còn anh em muốn mua được giá nào thì vui lòng đến trực tiếp ở địa chỉ cửa hàng của bên mình. Bureau Auto 603 Lê Văn Lương, phường Tân Phong, quận 7 nha anh em. Còn mọi comment, trả giá, nhắn tin Zalo
gọi điện trả giá thì bên mình không giải quyết nha. Có gì thì anh em điện trước cho mấy bạn nhân viên rồi đến đây coi xe trực tiếp, thì bên mình sẽ hai bên sẽ cùng với nhau đàm phán giá cả ha. Chứ còn bây giờ qua điện thoại thì bên mình có khả năng giá đó mình bán được, nhưng mà qua điện thoại mình không biết các bạn là ai hết nha. Ví dụ như giá mình đang đề xuất giá đó, có khả năng giá đó mình bán được, nhưng mà qua điện thoại mình không hề giải quyết. Mình không quan tâm anh em ở xa hay ở gần nha. Ở đây mình giải quyết là người thật việc thật, tại vì rất là nhiều những cái vấn đề nó phức tạp, nó phát sinh khi mà anh em ở xa ha. Nhiều lúc mình không biết đâu là khách hết à. Hôm trước mình có bán một cái xe mà bạn đó bạn đặt cọc 50 triệu, sau đó bạn đem cái xe của mình bạn đi bán cho người khác, bạn kiếm thêm được 50 triệu nha anh em. Rất là hay, bạn ấy rất là giỏi nha. Và anh em biết cái giá mình bán rẻ cỡ nào rồi đó. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những clip tiếp theo nha.